Máy ép dầu lạc đa năng ép kiệt dầu lên tới 98%. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, ở video ngày hôm nay, anh Vũ Khắc Thắng ở Trường Mỹ, Hà Nội, sau khi mua máy ép dầu lạc đa năng với công suất 20 đến 25 kg trên 1 giờ, ép kiệt dầu lên tới 98%, có nhu cầu chạy thử máy trước khi nhận bàn giao máy tại nhà. Và quá trình chạy thử máy diễn ra như thế nào, có làm hài lòng vị khách hàng của chúng ta ngày hôm nay hay không? Thì xin mời bà con hãy nán lại một vài phút để cùng với Ngọc Nga theo dõi quá trình này. Xin mời bà con. Dù rất muốn có mặt trực tiếp để xem quá trình tỉ máy tại xưởng sản xuất ngày hôm nay, nhưng vì một vài lý do cá nhân nên anh Thắng không thể đến được. Nắm bắt được tình hình, nhân viên tư vấn đã nhanh chóng phối hợp với đội ngũ kỹ thuật viên tìm ra biện pháp gọi video tường thuật trực tiếp quá trình chạy thử máy với nguyên liệu cho anh Thắng, dù ở xa vẫn có thể theo dõi được. Và với những bà con ở xa đã mua máy của công ty, muốn chạy thử máy mà không thể trực tiếp đến xưởng, thì đây chính là một giải pháp hữu hiệu cho bà con. Anh Thắng chia sẻ, gia đình anh muốn mở cửa hàng bán dầu thực vật cho bà con, cũng như tự phục vụ nhu cầu của gia đình. Nhận ra nhu cầu của anh Thắng, nhân viên tư vấn sau khi trao đổi với anh đã giới thiệu cho anh dòng máy ép dầu lạc đa năng với năng suất 20-25 kg trên 1 giờ, sử dụng motor 2,2 kW, nguồn điện gia đình 220V, thích hợp với mọi hộ gia đình. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị máy và nguyên liệu lạc theo đúng như yêu cầu của khách hàng, kỹ thuật viên bắt đầu cho chạy thử máy. Cùng lúc, nhân viên tư vấn gọi video cho anh Thắng để anh có thể theo dõi từ xa quá trình chạy thử máy. Tư vấn viên giới thiệu cho anh ưu điểm của máy có thể ép đa dạng các loại dầu, ví dụ như lạc, dầu vừng, dầu gốc trong một quy trình thành dầu nguyên chất, giúp anh có thể tiết kiệm được thời gian trong quá trình sản xuất. Anh Thắng quan sát thấy máy ép dầu lạc đa năng vận hành rất nhanh chóng, rất dễ dàng sử dụng sau khi được hướng dẫn. Máy vận hành hoàn toàn tự động. Khi máy hoạt động, anh Thắng chỉ cần đổ đầy nguyên liệu và toa nạp cho máy tự vận hành là đã có thể làm các công việc khác mà không cần đứng canh máy. Tay khóa trục ép dùng để nới lỏng hay siết chặt, giúp anh Thắng cũng như bà con tùy chỉnh tỷ lệ ép kiệt dầu trong nguyên liệu. Nhân viên tư vấn giới thiệu cho anh Thắng bản điều khiển gồm các loại công tắc, đèn báo, đồng hồ hiện đại, tiên tiến, giúp anh có thể dễ dàng tùy chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng loại nguyên liệu. Trục ép dạng xoắn có nhiệm vụ quấn nguyên liệu vào lòng ống trụ và ép kiệt dầu với tỷ lệ ép kiệt lên tới 98%, giúp cho anh Thắng có thể tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu của mình và đạt được hiệu quả cao. Nhân viên tư vấn quay cho anh Thắng xem bộ phận gia nhiệt nối liền trục ép hoạt động, tạo ma sát có nhiệm vụ làm nóng lượng dầu ăn được ép ra, đảm bảo chất lượng dầu tốt nhất cho khách hàng anh Thắng của chúng ta. Và bã dầu sau khi ép khô giòn, không dính tay, anh Thắng có thể tận dụng làm thức ăn cho vật nuôi cực kỳ hiệu quả. Phần cửa xả nguyên liệu được công ty làm bằng chất liệu inox cao cấp nên đảm bảo được độ vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi quá trình ép dầu lạc hoàn thành, dầu thô chưa thể sử dụng được ngay mà cần phải lọc qua. Kỹ thuật viên giới thiệu cho anh Thắng sử dụng máy lọc dầu, giúp anh lọc nhanh chóng tất cả cặn bã để ra thành phẩm dầu tốt nhất. Thay vì phương pháp lọc dầu thông thường như trước đây bà con sử dụng, để dầu lắng tận 3 ngày rồi mới lọc lấy thành phẩm. Máy có cấu tạo đơn giản, hoạt động trên nguyên lý nén khí tăng áp suất trên bề mặt và đẩy dầu sạch qua lưới lọc đi ra ngoài cửa xả. Máy cho năng suất từ 8 đến 10 lít trên 1 giờ và thành quả khi ra vàng óng, trong vắt và sạch cặn. Anh Thắng có thể trực tiếp dùng luôn. Bã dầu lạc sau khi ép còn sót lại tại màng lọc, khi sờ sẽ thấy khô ráo, không bị dính tay, chứng tỏ dầu không còn sót lại ở bã. Vâng, và quá trình chạy thử máy ép dầu lạc đa năng đến đây là kết thúc. Trong suốt quá trình, nhân viên tư vấn cùng với kỹ thuật viên luôn nhiệt tình giới thiệu chỉ dẫn cho anh Thắng cách sử dụng máy. Với thành phẩm dầu chất lượng như thế này, vị khách hàng anh Thắng của chúng ta đã rất hài lòng và máy ngay bây giờ sẽ được kỹ thuật viên vệ sinh sạch sẽ và đóng gói cẩn thận hoàn tất các công đoạn để vận chuyển tới tay anh Thắng ngay ngày mai. Sau quá trình theo dõi, anh Thắng cảm thấy rất hài lòng về sản phẩm cũng như sự phục vụ và đón tiếp của quý công ty. Cảm ơn nhân viên tư vấn đã giúp đỡ anh đạt được mong muốn của mình. Cảm ơn anh Thắng đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng sản phẩm của công ty. Thưa bà con, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh luôn cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cho bà con, vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi. Khi đến với công ty Bình Minh, bà con sẽ nhận được sự phục vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất,
sử dụng các loại máy móc tân tiến nhất được mua với giá thành rẻ nhất. Vậy bà con còn chần chờ gì mà không nhanh tay nhấc máy gọi điện đặt hàng ngay cho chúng tôi để sở hữu cho mình những siêu phẩm giúp ích trong quá trình chăn nuôi của mình. Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, bà con hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Và nếu bà con muốn xem thêm các video khác của công ty Bình Minh, hãy nhấn vào video được hiển thị ở phía trên màn hình. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo.